chuẩn bị. Châu Trọng cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Châu Trọng cố lên. Cố lên, cố lên. Đánh anh ta đi. Tôi đang ở đâu? Tôi sao thế này? Xảy ra chuyện gì? Đánh nó tàn phế. Sao tay mình lại trở thành như vậy? Thật đáng tiếc nhỉ. Lên võ đài của tôi đấu một trận đi, tôi sẽ trả tay lại cho cậu. Gửi anh Loan Châu Trọng, cuộc đấu võ tự do tranh ngôi quyền chương sẽ được diễn ra dưới lòng đất. Chân thành mời anh đến tham dự. Thời gian và bản đồ địa điểm được viết kèm bên dưới. Bố ơi, cố lên. Bố là Châu Địch. Bố ơi, bố ơi. Bố. Chỉ cần có thể tìm được bố, dù chỉ có chút cơ hội mong manh, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Nào ngờ chính vì vậy mà tôi đã bước vào con đường không lối về.
Kính thưa quý ông quý bà, chúng ta hãy dùng âm thanh lớn nhất chào đón người khiêu chiến của chúng ta, Tạ Tất An. Này, xin hỏi các người cứ yêu quái gì đến vậy? Như vậy sao mà đánh? Này, người đâu? Ah!
Thả tôi ra. Cậu mở không được đâu. Cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc. Cậu muốn đi đâu? Châu Trọng, cái gì? Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bố? 10 năm trước, có một trận thi đấu duy nhất bố không đưa con đi theo. Lúc đó có một người thần bí, ông ta nói chỉ cần bố có thể đánh thắng trận đấu đó thì sẽ thưởng cho bố một món tiền lớn, đủ để cho bố từ đó không phải lên võ đài bán mạng nữa. Bố vừa nghe thấy liền đồng ý, nhưng nào ngờ các võ sĩ không ngừng xuất hiện trên võ đài, dường như có đánh thế nào cũng không có hồi kết. Lúc đó bố mới phát hiện căn bản không phải là đang đấu võ, bố đành phải liều mạng đánh trả cho đến khi ngã xuống. Chuyện sau đó có nghĩ thế nào bố cũng không nhớ lại được. 10 năm rồi, bố đang nghĩ mọi cách cũng không nghĩ ra cách rời khỏi được đây. Giống như một vong linh bị trù ếm, chỉ có thể lang thang ở đây. Bố, bao nhiêu năm nay một chút manh mối bố cũng không tìm được sao? Bố nghĩ kỹ thử xem. Đúng rồi, có một việc rất kỳ lạ. Chuyện gì? Bố mau nói đi. Đi theo bố. Chính là thứ này. Con xem, ma trời. Cách thức sắp đặt này có chút giống với sao bắt đầu. Ừ, có lẽ chính là vì nó mà bố không tài nào ra ngoài được. Vậy thì đơn giản rồi, con phá hủy chúng cho bố là được. Giờ đã con trai, muốn phá hủy nó có lẽ không đơn giản như vậy. Điều kỳ lạ là mỗi lần bố đánh thắng một trận, trong đám lửa này sẽ có một ngọn bị tắt đi. Lúc nãy con mới đánh thắng một trận, quả thực là kỳ lạ. Xem ra con phải quay lại đó đánh tiếp. Nếu thắng thì có thể thoát khỏi nơi này. Không được. Vì sao? Bố bị nhốt ở đây 10 năm. 10 năm nay, 7 ngọn ma trơi này chưa bao giờ tắt đi hoàn toàn. Bố không muốn biết mối liên hệ của chúng sao? Con bắt buộc phải quay lại. Con trai, con không thể quay lại cuộc thi đấu đó. Đối thủ sau này mà chúng ta phải đối phó, cả bố và con đều rất khó mà đoán trước được. Con là người thân duy nhất của bố. Bố không thể để con đi mạo hiểm. Bố muốn rời khỏi nơi ma quỷ này thì chỉ có cách đó thôi.
Không được. Bố, bố nhìn con đi. Con vừa đánh thắng một trận, chẳng bị hề hấn gì. Bố yên tâm để con đi đi. Thôi được, con phải thật cẩn thận. Con biết rồi. Bố, bố hãy yên tâm đi. Ừ. Các vị quan khách, hoan nghênh đạo thi âm dương Nhật Bản, cung trường Tam Thọ. Thể tam âm, hiếm thấy đó. Thật muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Cô gái dễ thương đấy. Xí lời. Cô có biết ta tốn biết bao nhiêu sức lực phá thủy âm chương xuất sơn mới được như thế này không? Đạo sĩ Thối, trông ngươi thật đáng tởm. Liên quan gì đến ngươi? Ta chẳng quan tâm xấu đẹp. Ta chỉ quan tâm đến kết quả. Cô dám cản ta, ta sẽ cho cô biết tay. Ta phá quỷ khí linh của ngươi, xem ngươi còn có thể làm gì. Định. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Để xem ngươi còn xuất sân được nữa không. Chờ đã. Làm gì vậy? Anh là người hay ma? Ma gì chứ? Đương nhiên tôi là người rồi. Cô mới là ma đấy. Tôi cứ tưởng ở đây chỉ có tôi là người bình thường. Anh là người vậy ở đây làm gì? Là người thì không thể ở đây sao? Tôi đến đây đấu võ đài. Còn cô? Cô đến đây làm gì? Anh qua đây. Rốt cuộc bây giờ cô đang làm gì vậy? Không có tôi. Đừng động đậy. Nói đi. Vừa nãy anh mới hỏi tôi cái gì? Tôi hỏi cô có đấu võ đài không? Có. Tôi vừa mới đấu xong một trận. Vậy cô thắng à? Đương nhiên rồi. Tôi có học phép thuật trừ yêu diệt ma đấy. Phép thuật. Cô biết phép thuật thật à? Phí lời. Nào đi theo tôi. Tôi tự biết đi. Vậy đi thôi. Không được dán giấy lên người tôi nữa. Tôi không muốn đánh phụ nữ. Đi. Vô lý. Đi. Bỏ tôi xuống. Tôi tự biết đi.
Anh muốn đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi xuống. Được được được, cô đừng ngồi. Ông chết được. Sẽ sớm. Cô không dùng tiết kiệm được à? Như vậy rất ô nhiễm môi trường. Xem ra anh đúng là một người sống. Thôi được, chính thức giới thiệu cho anh. Tôi là Bắc Đường Chục. Cô tên là Bắc Đường Chục. Không lẽ là anh sao? Tôi tên Lăng Vô Trọng. Anh làm thế nào mà vào đây được? Tôi cũng không biết nên nói thế nào. Tóm lại, tôi bị một tờ giấy mời gạt đến đây. Còn cô, sao cô lại vào đây? Tôi là một đạo sĩ diệt ma. Trời sinh đã có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không nhìn thấy được. Chị chạy từ bé đã lớn lên cùng sư phụ. Tôi còn có một sư tỷ. Hôm đó tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của sư phụ. Được được được, cô đừng ngồi. Ông chết được. Sẽ sớm. Sư phụ, ở phía Bắc có một nơi tụ tập cô hồn giả quỷ. Bên trong giam cầm rất nhiều tâm hồn vô tội, khiến cho bọn họ không thể đi đầu thai. Ý nguyện của Di Sư là mong muốn có thể thay trời hành đạo. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, có thể nói là thập cửu nhất sinh. Di Sư suy nghĩ sẽ chọn một trong hai đồ đệ các con đi diệt trừ yêu ma. Nhưng qua phân tích kỹ lưỡng, Di Sư cho rằng con thích hợp với nhiệm vụ này hơn Bắc Đường Chục. Là đại đệ tử, có phải con nên đồng ý với nhiệm vụ này không? Sư phụ, đồ như đồng ý ạ. Ừ, tốt. Vậy Di Sư sẽ giao sứ mệnh này cho con. Tông lệnh thưa sư phụ, đồ nhi cáo lui. Sau đó tôi liền lén đi theo sư tỷ, nhìn tỷ ấy vào đây. Nhưng sau khi tôi vào thì không còn tìm được tỷ ấy nữa. Hơn nữa lại cứ mắc kẹt mãi ở một nơi. Dù có đi thế nào thì cũng không thoát ra khỏi nơi đó. Cứ quay về điểm ban đầu. Về sau không biết làm thế nào tôi vào được võ đài. Sau đó nữa là gặp được anh. Anh có nghe tôi nói chuyện không vậy? Tôi thấy... Đi thôi. Rốt cuộc anh có biết là tôi ở đây làm gì không? Biết. Thì cứu sư tỷ của cô. Cô nhìn đi, đây là gì? Ma trời thất tinh trận. Trận? Vậy cô hiểu không? Tôi là đệ tử đạo gia. Ma trời thất tinh trận là cho bảy ngôi sao Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang tạo thành. Nhưng trong tử vi lại gọi là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Chăn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Kể xong rồi à? Anh nói xem. Tôi phát hiện trận pháp này có liên quan đến võ đài. Mỗi người đánh thắng một trận thì ở đây sẽ tắt đi một ngọn ma trời. Tôi nói xem, có phải là có cách rời khỏi đây không? Có lẽ là có liên quan đến cách phá giải trận pháp. Vậy nếu như giải được trận này thì chúng ta có thể ra ngoài rồi. Tôi không có nói vậy nhé. Tôi chỉ là nghe sư phụ nói đến ma trời thất tinh trận. Vậy nên tác dụng của trận pháp này chính là giúp bọn quái vật trên võ đài sống lại, nạp năng lượng cho chúng. Quái vật bị tiêu diệt, ma trời cũng sẽ bị chập tắt. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì đó là manh mối duy nhất của hiện giờ.
trận pháp này rốt cuộc có tác dụng gì? Chỉ đành phá hủy nó thì mới biết được. Này, cô nói xem, có phải chúng ta nên hợp tác với nhau không? Ừ. Nói có lý. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử thôi. Mời. Không sao, ưu tiên phụ nữ mà. Không, mời anh đi trước, tôi trấn giữ phía sau. Này, không phải cô là đạo sĩ sao? Anh là đàn ông mà sao nói nhiều thế? Tôi... tranh thủ đi. Được, tôi đi thì đi. Cô lo mà trấn giữ đó. Đi đâu? Tôi sai rồi, sai rồi. Tôi đi, được chưa? Thì tiếp theo đây, thân thủ bất phàm, anh ta chính là Phi Thiên Đại Thánh, khiến người người khiếp đảm. Ông là người hay ma? Cô nghĩ là ở đây sẽ có người sao? Ông mà nói tôi biết làm thế nào để ra ngoài. Nếu không tôi sẽ khiến ông tan thành mấy khói. Dừng tay. Cô làm gì vậy? Đây là bố tôi. Bố anh? Đúng vậy. 10 năm trước bố tôi bị mất tích. Lúc nãy tôi mới phát hiện hóa ra linh hồn của ông ở đây.
Bố không sao chứ? Không sao. Bố ruột à? Đúng vậy. Xin lỗi chú, lúc nãy. Không sao. Con trai, bố cảm thấy linh hồn do bị trúng phải lời trù ếm nào đó nên mới không được giải phóng. Chỉ cần diệt được những ngọn ma trơi này, lời trù ếm sẽ được tiêu diệt. Bố, bố yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ tìm cách cứu bố ra ngoài. Ừ. Này, cô đi đâu vậy? Đến phiên tôi rồi. Hay là cô đừng đi, để tôi. Đừng có quên, tôi là đạo sĩ diệt ma. Chính vì cô là đạo sĩ, biết trừ yêu diệt ma, nên lời nguyền của bố tôi chỉ có cô mới giải được. Tôi không thể để cô có chuyện được. Yên tâm, tôi sẽ sống quay trở về. Đợi tôi đấy. Đừng quên là anh có việc cần phải làm. Tất cả cửa sắt ở đây tôi đều đã kiểm tra hết rồi. Chỉ duy nhất có một cánh cửa là mở không được. Chắc chắn ở đó có vấn đề. Những chuyện khác giao lại cho anh vậy. Cô cẩn thận đấy. Bố, con đi tìm cánh cửa sắt mà cô ấy nói. Bố ở đây chờ con nhé. Ừ. Con trai tôi yêu rồi. Tiếp theo là chiến sĩ Ngọc Cương trong truyền thuyết. Anh mình đồng gia sắc, ngoại nhập bất xâm. Quyết tiến. Quá ra là vậy. Thank you.
Anh là ai? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Tay của tôi đâu rồi? Đã bị kẻ thù của ngươi chém đứt rồi. Tay của tôi, trả lại tay cho tôi. Trả lại tay cho tôi. Tôi phải trả thù. Giúp quỷ dương đóng một trận. Ta sẽ giúp ngươi nối lại cánh tay. Ngươi chỉ có thời gian suy nghĩ 24 tiếng. Đồng ý hay không tùy ngươi. Tôi đồng ý. Tôi đấu. Tôi muốn tay của tôi. Tôi muốn tay của tôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Ngươi làm thế nào vào được đây? Chuyện này là như thế nào? Nói đi. Những người này đều là võ sĩ bỏ mạng tại đây. Chỉ cần cải tạo lại họ, làm phép triệu hồn, thì có thể khiến họ trở thành quỷ tướng vô địch. Vậy làm thế nào mới phá giải được? Vĩnh viễn ngươi cũng không thể ra ngoài. Không có linh hồn mới ra khỏi đây được. Càng sẽ không có một ai có thể sống ra khỏi đây. Ngươi sẽ trở thành một quỷ tướng. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Tôi đánh thắng rồi. Bây giờ chỉ còn lại 3 ngọn ma trơi thôi. Chúng ta sẽ sớm có thể ra ngoài. Tình hình bên kia anh đã xem chưa? Xảy ra chuyện gì rồi? Lân Châu Trọng. Này, tôi đang hỏi anh đấy. Cô có thể yên tĩnh một chút không? Được rồi. Hãy kể cho cô ấy nghe những gì con nhìn thấy. Bắt đi cánh tay phải. Đó là tay của anh ấy. Đúng. Nhưng mà sau khi anh ấy thay tay, hình như đã trở nên mạnh hơn trước. Như vậy không phải rất tốt sao? Rất tốt. Cô là ngốc thật hay ngốc giả thế? Lẽ nào bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao? Tất cả mọi thứ đều là cho bọn họ sắp đặt. Tay là cho bọn họ cho tôi. Sức mạnh cũng là cho họ cho tôi. Tôi còn có gì có thể đấu với họ chứ? Không phải còn có tôi sao? Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nên nghĩ cách. Bố thấy chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể thắng được chúng. Bố tin hai đứa. Dám giết quái y của ta.
vào lúc kích thích như thế này, xin mời hai vị quỷ tướng lên võ đài. Ngũ thực, ngũ tăng. Bùa chú. Sao chứ? Làm gì vậy? Nhìn thứ ở trên lưng hắn kìa. Lát nữa anh hãy bắt lấy nó. Giật lấy. Không đúng, yêu quái đã bị chúng ta giết rồi. Tôi nghĩ là vẫn còn yêu quái khác. Hiện giờ chỉ còn lại hai ngọn đèn. Đừng sợ, cứ đợi chúng đến đây. Này, anh vẫn chịu được chứ? Cô lo cho bản thân mình đi. Dù sao tôi cũng không có yếu đuối như vậy. Anh ngã xuống rồi, tôi vẫn còn đứng đây. Cô, vậy được. Sau khi qua ải, ra ngoài được rồi, tôi sẽ mời cô đi ăn cơm. Cũng được. Đợi sau khi ra ngoài được, tôi muốn ăn ba bát canh đậu tương, sáu cái chò chó quẩy. Sao mà tham quá vậy? Tham có một chút thôi mà. Tôi thấy cô nên giữ mạng của mình tốt trước đã. Không có tình cảm gì cả. Cẩn thận phía sau. Sư muội, cuối cùng muội cũng đến rồi.
Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Sư tỷ. Em là sư muội đây. Sư tỷ. Bắt đường chuột. Bắt đường chuột. Đừng chuột. Con trai, đây chỉ là ảo giác. Con phải dùng ý niệm để đâm thủng nó. Sư tỷ. Sư tỷ. Sư muội, em không nên đến đây. Sư tỷ, em biết sư phụ cử chị đến đây, nhưng em lo cho chị mới đến đây tìm chị. Hôm đó từ chỗ sư phụ đến đây, vừa bước vào trong chị đã cảm nhận được luồng yêu khí rất mạnh, toàn thân phát ra cảm giác rùng mình, nên chị bắt đầu đi xung quanh tuần tra. Đột nhiên có một luồng sáng mạnh xuất hiện. Chị mạnh mẽ đuổi theo nó đến đây. Khi chị nhìn thấy yêu khí bao trùm lấy nơi này, thì chị biết được sự việc không đơn giản như mình tưởng tượng. Chờ lúc chị định tiếp tục điều tra, thì đột nhiên có một đám sứ đồ nữ ma nữ quỷ mặc đồ đỏ xuất hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị đã bỏ mạng tại đây. May là hai người xuất hiện, có thể mang linh hồn của chị ra ngoài. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, chị đã mất mạng. Thật hổ thẹn với nhiệm vụ sư phụ giao cho. Nay nguyện vọng duy nhất là mong em có thể đưa chị ra ngoài, nhận lỗi với sư phụ. Còn nữa, những âm mưu này đều là cho kẻ hắc ám đứng đằng sau tác quái. Đó đều là những dâm linh bị nhốt tại đây. Chỉ có phá quỷ ma trời, thất tinh trận thì các linh hồn mới được giải phóng. Chúc hai người may mắn. Sư tỷ, chuyện gì vậy? Lúc nãy chúng ta đã nhập vào ảo cảnh. Những tên võ sĩ bán mạng vì tiền, lũ con bạc điên cuồng. Bọn chúng chỉ là một đám nô lệ để ta mua vui trong đêm dài cô đơn mà thôi. Hai người là thứ không biết lượng sức, dám làm càn trên địa bàn của ta. Người giết sư tỷ của ta còn mắc nhốt biết bao nhiêu trong hồn vô tội. Ta phải giết ngươi báo thù cho sư tỷ của ta, phá ma trận của ta, giết quỷ tướng của ta, phóng thích cho các linh hồn bị ta giam cầm. Này, nói nhiều quá, có đánh hay không? Các ngươi đúng là thứ không biết lượng sức. Ta thấy là các ngươi chán sống rồi. Cẩn thận! Đến tôi. Không ngờ cánh tay này cũng thú vị thật. Nhưng mà ngươi có từng nghĩ rằng cánh tay này là ta giúp ngươi nối lại? Ngươi có biết không, loài người trong ân phụ nghĩa, không muốn cánh tay này nữa chứ gì? Không tốt chứ gì? Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Ha 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 ha
Muốn báo thù sao? Lấy cái gì mà đánh chết ta? Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Chẳng phải người rất giỏi sao? Vậy thì đứng dậy đánh vào tiếp với ta đi. Này, cô không sao chứ? Này, cô tỉnh lại đi. Anh có thể để tôi ngủ một chút được không? Tôi đang rất mệt lắm rồi. Mau chạy đi, nơi này sắp nổ tung rồi. Sắp nổ tung rồi sao? Sư tỷ, bố, Châu Trọng, con làm được rồi. Có đứa con trai dũng cảm như con, bố cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Sư muội, giúp chị chăm sóc tốt cho sư phụ nhé. Sư tỷ, không cần nhớ đến chị. Cuối cùng chị cũng được giải thoát rồi, em nên vui mới phải. Chúng ta nên đi thôi. Phải, bọn bố phải đi trước đây. Các con bảo trọng. Bảo trọng. Bố, sư tỷ. Mong là những oan hồn này có thể sớm ngày đầu thai. Này, đi đâu đấy? Không phải đã nói sẽ đi ăn cái gì ngon sao? Không được quỵt nợ, đi thôi. Bây giờ chúng ta là người hay ma? Ma. Cô chờ đã.
Cô cử động được không? Nói nhảm. Ma kìa. Vô Trọng, anh là con ma đáng ghét. Nhiều năm rồi không về quê. Lần này quay về, chắc chắn cô của em sẽ rất ngạc nhiên vì em đưa anh về. Nói không chừng cô của em nhìn thấy anh thì sẽ vô cùng thích anh. Cô ấy sẽ không thích anh đâu, trông anh ngốc như vậy mà.